Sáng ngày 18 tháng 8, đoàn xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh do bà Trần Thị Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kết nối phát triển du lịch với Ban hành chính tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Mang Sinet, Phó tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk. Tham gia buổi làm việc còn có ông Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk. Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, mục tiêu của tỉnh đến năm 2030 sẽ phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, tỉnh có một số địa điểm du lịch nổi tiếng như núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài, Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát, Hồ Dầu Tiếng. Trong đó đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch tại khu vực núi Bà Đen. Riêng với tỉnh Preah Sihanouk của Vương quốc Campuchia cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch, là điều kiện thuận lợi để hai tỉnh kết nối phát triển du lịch. Mong muốn chính quyền tỉnh Preah Sihanouk sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch có điều kiện gặp gỡ, trao đổi hoạt động phát triển du lịch. Đồng thời tổ chức các hoạt động khảo sát, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa du lịch, phối hợp xây dựng các tour tuyến du lịch để đưa khách du lịch từ tỉnh Preah Sihanouk đến Tây Ninh và ngược lại, sử dụng các sản phẩm du lịch của nhau để tăng cường mối quan hệ hợp tác bền chặt. Ông Mang Sinet, Phó tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk cũng cho biết, hiện nay tuyến đường cao tốc từ thủ đô Phnom Penh đi tới tỉnh Preah Sihanouk đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, là điều kiện thuận lợi để tỉnh kết nối phát triển du lịch với các địa phương của Vương quốc Campuchia và với tỉnh Tây Ninh. Tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của hai bên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác trong phát triển du lịch. Tại buổi làm việc, ông Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ hai địa phương, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác trong phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Mong muốn thời gian tới giữa hai địa phương sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, xúc tiến và kết nối phát triển du lịch để đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao bền chặt giữa hai quốc gia.